xin được chia sẻ với quý thầy cô và anh chị ở đây, cái hạnh phúc nhất của bản thân tôi hay là lãnh đạo tập đoàn là đã tìm ra được con đường của mình là con đường giáo dục. Cuối cùng là nếu mà làm giáo dục thì điều gì? Là phi lợi nhuận hay lợi nhuận? Tôi và ban lãnh đạo tập đoàn thì thống nhất, nếu có ai đó hỏi rằng Nguyễn Hoàng làm giáo dục vì điều gì thì chúng ta rất đơn giản để trả lời là làm giáo dục vì giáo dục. Ta cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. Together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we'll blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi chắc nên. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.